Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại được gặp lại trong cái video mới về cuộc sống. Thì có một bạn đã comment ở trong cái bài mà tôi viết về Alibaba đã vào Juve đó. Thì bạn comment như thế này: bây giờ sao khuyên được họ thầy ạ? À? Em trước cũng từng bị giống các bạn, ở mặt ăn nói phải là người sang chảnh, có nhiều tiền này nọ. Do khi đi làm sao, leader luôn luôn dạy là phải bắt làm như vậy. Giờ em may mắn bung ra khỏi cuộc sống của sale, kinh nghiệm đau đớn, nhưng em gặp mấy bạn sinh viên sắp tốt nghiệp lại muốn đi làm sale. Em khuyên họ không tin, họ tin cái màu hồng của những video giảng về sale trên mạng. Thật ra trong cái lĩnh vực nào cũng phải có sale là những người mà kinh doanh, nhưng mà các bạn mà sale chân chính thì tôi không nói nha. Tại vì khi khách hàng đến tìm mình, người ta có nhu cầu, vậy thì nhiệm vụ của mình là tư vấn về cái sản phẩm, về dịch vụ mà công ty của chúng ta cung cấp. Thì các bạn làm sao để bán được hàng? Bằng cách là các bạn đưa cho họ những cái họ cần thì các bạn là những sale tốt. Các bạn có thể đưa ra được những đặc điểm nổi bật của cái sản phẩm và dịch vụ mà các bạn đang cung cấp là các bạn là sale tốt. Nhưng nếu như cái sản phẩm và dịch vụ các bạn không tốt mà các bạn vẫn cố gắng đưa ra được những cái điểm không có thật thì các bạn là lừa đảo. Cho nên ở trong cái lĩnh vực mà tài chính và bất động sản hiện nay vậy, các bạn biết rằng là có những sale họ cố gắng là họ để đạt được cái mục đích của họ, họ có thể là làm giả được cái giấy tờ hồ sơ, họ có những cái chiêu trò để mà đạt được cái điều đó. Đó thì đó là những cái sale hoàn toàn không tốt. Đó. Rồi các bạn thấy những công ty đa cấp hiện nay cũng vậy. Họ cần một cái nguồn lực mà sale rất lớn. Và đó là lý do mà nó tuyển sinh viên. Những đứa mà kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đó. Lại đang có một cái bầu nhiệt huyết khổng lồ. Và một cái nữa là gì? Thật sự, tụi này rất dễ bị một cái môi trường nào đó nó đồng hóa. Đó. Cho nên khi các bạn sống trong một cái môi trường mà đa phần người ta chửi thề thì các bạn cũng cho rằng là chửi thề là cái chuyện nó bình thường. Giống như ngày nay các bạn thấy vô một số cái trang, như hôm bữa tôi vừa mới đưa một cái trang trường đại học, cái chửi thề ở trong đó là một cái chuyện bình thường. À, từ con trai cho tới con gái nó chửi mà nó thấy hạnh phúc luôn á. À, nó không thấy được cái xấu và cái dơ. Thì chúng ta thấy rằng là cái ảnh hưởng chủ yếu là ở một cái cộng đồng nhỏ xung quanh mình. Cho nên sinh ra trong một cái gia đình mà người cha không uống rượu, không hút thuốc, thì đứa con nó dù rằng nó ra ngoài nó tập tành, nó hút thuốc chăng nữa, nhưng mà về nhà nó cũng không dám. Nó biết là hả cha nó không thích, nó biết là cha nó là, thì ít nhiều gì về nhà nó cũng dám. Nhưng nếu mà về vô một cái nhà cha là một cái thằng mà nghiện ngập, đó, cha mà một cái thằng mà hút thuốc, lúc nào ông ngồi phì phèo đi thuốc coi tivi, nhà lúc nào ông nồng nặc nặc khói, thì bây giờ ông nói thằng con ông làm sao? Đó. Ông nhậu mà mắt ông đỏ lè lên, à, say xỉn mỗi ngày, rồi ông làm sao ông dạy đường con ông? Thì đó lý do mà nó sẽ ảnh hưởng trước hết là của gia đình. Có nhiều người cha người mẹ tới thời điểm này vẫn cho rằng là cái điều đó bình thường. Đó, say xỉn để cho mà con cái nó thấy. À, thì khỏi nói nữa. Ngồi với một cái sòng bài, có những người cha người mẹ bình thường nói chuyện dễ thương lắm. Tới lúc mà ngồi vô được cái sòng bạc rồi, trời đất ơi, đánh quên tối ngày luôn. Mà đương nhiên rằng là chơi mà quên luôn mọi thứ thì đâu có thời gian đâu mà để ý tới chuyện con cái. Và đó lý do mà thường những cái gia đình này con sẽ hư. Chắc chắn là con hư. Rồi, bây giờ cái đứa bé nó ra ngoài, nó đã có một cái tiềm năng ở trong người rồi. Bây giờ nó ra ngoài, nó gặp thêm cái đám bạn xung quanh nó cũng như vậy. Rồi, bây giờ nó coi như rằng là chân lý của xã hội là như vậy luôn. Vậy thì nếu như nó tiếp xúc với một cái cộng đồng mà toàn những đứa ham tiền, vô một cái công ty mà đa cấp, người xung quanh nó đều là những đứa mà ăn sang nói chảnh, đó, thì nó cũng phải muốn sang chảnh giống như vậy. Cho nên tôi có viết một cái bài để mà trả lời: làm nghề nói xạo làm lời thì tương lai có mấy đẹp đẽ,
ở nhà thuê hoặc một cái hang chật hẹp, nhưng ngày ngày vẫn to mồm oan oan tiền to, thích mặt đẹp thậm chí trả góp cũng được, miễn được le lói. Kể cả kẻ thì bán thân nuôi miệng, chụp ạp ảo để che linh hồn rách nát, đã lầm đến thế thì nói làm sao? Chung quy chẳng ai ép nổi bản thân nếu bản thân không muốn. Để cho cả một con đàn bà Alibaba sai khiến đập điện thoại mà vẫn răm rắp nghe, phải chăng là quá ngu? Đi làm thì pha trộn Anh Việt, dùng từ toàn đao to, đi huấn luyện không không, phải là đi training, bị trả hồ sơ không, phải dùng reject. Mơ cuộc sống bền vững nhưng lại cam tâm ngày ngày ngồi ôm cái điện thoại, gọi tỷ khách mà học vấn cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí bỏ học vì cứ nuôi suy nghĩ nay vài triệu chứ hốt vố lớn là có ngay vài trăm triệu. Cái suy nghĩ của mấy ngày mua cả cọc vé số chờ ngày trúng độc đắc, nhưng nào ngờ số mình có khi mua tới chết cũng không một lần được đếm tiền mỏi tay. Cho nên chúng ta thấy rằng một điều là gì? Có những cái mà khi mà các bạn vô một cái môi trường mà đào tạo, bây giờ tôi thấy nó mắc cười như vậy. Có nhiều bạn mở miệng ra tiếng Anh tiếng Việt đã lẫn lộn hết. Đó. Nhưng mà hình như là vậy, nó nghe nó sành điệu, làm cho mấy công ty như vậy nó sành điệu. Đó. Rồi cái nghề mà các bạn thấy ngồi gọi điện thoại để mà cho khách tele sale. Thật sự ra thì nó vẫn có những cái ưu điểm của nó. Cho nên có những bạn người ta làm để người ta lấy kinh nghiệm. Cũng có những bạn là hiện giờ là sinh viên, thì người đó là một cái nghề để mà các bạn kiếm thêm thu nhập để phụ cho gia đình. À, không sao cả. Nhưng có những bạn vui lắm, bỏ học, nó kiếm được vài triệu và nó cứ lúc nào trong đầu nó cũng mơ rằng là có một ngày nào đó nó sẽ có thể vươn lên. Và tôi không ngờ rằng một điều là gì? Trong các đa phần mà những cái tin mà tuyển dụng người của các công ty tài chính, bạn nào cũng để cái tin nghe hùng hồn đó, có thể thu nhập lên đến là mười mấy triệu một tháng, đặc điểm chỉ cần các bạn mê tiền mà thôi nha. Thì hôm bữa tôi có đăng những một số cái nhân vật và có bạn hỏi tôi là sao lại lấy cái hình của người khác mà đưa lên kỳ vậy, thì bạn đó tôi có trả lời. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là những cái câu hỏi mà mang cái tính chất không phải rằng là để học hỏi đó, thì bây giờ tôi cũng sẽ nói với lại nhiều bạn là tại sao tôi phải nói những đứa này. Đây, chúng ta nhìn lại đó, nhìn đẹp trai nam thanh nữ tú không ạ? Rồi bây giờ tôi nói về con nhỏ này trước. Nó là người mà tôi rất tin tưởng và tôi đặt kỳ vọng rất lớn. Nó học, nó là một trong những học trò mà tôi dạy từ thời phổ thông. Nhà nó rất là nghèo, nghèo lắm. Rồi sau đó rằng là nó được nhận cái học bổng đó, cái học bổng của bên quỹ Vừa Ai Dính dành cho những cái gia đình mà hộ nghèo, rồi nó được đưa lên thành phố. Thì nó kể với tôi rằng là ngày mà nó lên thành phố, đến nỗi mà cái ông chủ tịch mà xã cũng phải ra mà đưa nó đi, nó là một cái niềm vinh dự đó của cả cái nơi mà nó sống. Thì nhà nó không có điều kiện, ba nó bỏ mấy anh chị em nó từ lúc nó còn nhỏ, mẹ nó phải đi buôn bán khổ lắm, không có tiền đó. Cho nên rằng là nó nói rằng nếu không được nhận cái học bổng thì có lẽ chắc nó cũng không học qua được lớp 9. Thế rồi nó lên thành phố học, chăm học lắm. Và thậm chí rằng là nó là một cái đứa mà nó biết có lòng tự trọng. Đó. Cho nên nhiều khi tôi nói, tôi thấy cái cách mà nó học, thậm chí bạn bè nó copy, nó cũng không copy. Nó cố gắng nó học, viết chữ rất đẹp. Và đó là lý do mà tôi định hướng cho nó là nên đi con đường nào. Nó có khiếu viết văn, tôi định hướng cho nó vào báo chí. Và đó là lý do khi tôi đọc một cái bài văn mà nó viết,
nó mong muốn sau này nó làm công an, và nó muốn là dùng ngòi bút của mình để nói lên những cái xấu. Nói nôm na, đó là một cái người mà chung ý tưởng tôi, chung lý tưởng, và tôi đào tạo cho nó hết lòng, gần như tin tưởng tuyệt đối. Tôi đâu có ngờ rằng là có một ngày nó thay đổi hoàn toàn. Ngày mà nó lên đại học, nó quen cái thằng này. Đó. Nó quen cái thằng này. Nhìn thì tưởng thư sinh. Nhưng mà thật sự thì sao? Thằng này đó, suốt 3 năm theo như tôi điều tra, thì trong những năm mà học đại học thì thằng này nó giấu cái nhà của nó, và đi đâu nó cũng nổ nó là con nhà giàu. Đến nỗi mà bạn bè trong trường của nó đều nói rằng là nó giàu, mà giàu dạng nứt vách luôn. Thì sau đó rằng là nó tặng quà tặng cáp cho nhỏ này, để nhỏ này tin rằng là nó có đủ điều kiện. Đó. Thì cô này cũng có nợ tôi một số tiền. Đó. Tiền ăn, tiền học. Thật sự ra tôi cũng không có nhu cầu mà đòi. Đó. Đơn giản là tôi nói nó rằng là cứ cố gắng ăn học cái đã. Cho nên khi mà tôi biết rằng là nó cặp với thằng xấu, tôi cản. Nó không tin. Nó không tin tôi. Đó. Thì sau đó thằng này nó nói luôn. Nó nói rằng bây giờ là nó có tiền, nó sẽ trả hết cho. Đó. Bây giờ tôi đừng quan tâm gì tới chuyện tụi nó. Nhưng lúc đó là tôi đã nghi ngờ rồi. Và sau khi mà tôi điều tra ra, thật sự thằng này không hoàn hoàn toàn không có tiền. Ba mẹ là giáo viên dạy tiểu học. Ở thì phải ở nhờ của nhà một bà cô ở trong hẻm. Cho nên nó giấu tịt cái nhà luôn. Đó, không cho là ai bạn bè nó biết. Cho nên muốn đi đâu gặp nó là phải ra ngoài. Nó hẹn ra ngoài chơi chủ yếu. Rất hiếm người trong trường, bạn bè suốt mấy năm trời đại học của nó không biết được cái nhà của nó ở đâu. Thì về sau tôi điều tra ra đủ ngọn ngành. Đó. Sau đó rằng là tụi nó cương quyết là tụi nó đi chung với nhau. Đó. Bây giờ hai đứa làm tư vấn vấn tín dụng gì đó. Rồi sau đó rằng là hiện giờ thông tin của tụi nó trốn. Cho nên cái mà tôi nói tiền tôi mất, tôi làm lại được, tôi không tiếc. Nhưng mà tôi đã nghĩ rằng là tôi đặt lòng tin sai người. Cái đó mới là cái cú sốc lớn nhất. Đó. Và bây giờ tụi nó cũng chưa biết là cái sai của mình. Cho nên khi vào những cái trang mà Facebook của tụi nó, tụi nó cho quý vị coi tụi nó ăn nói như thế nào. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn coi nó đăng một cái tin tuyển dụng trên trang của nó như thế này. Chúng ta thấy không ạ? Rồi. Đây. Tôi đọc cho chúng ta nghe rõ hơn nha. Team mình đang thiếu người nên cần tuyển. Điều kiện đã tốt nghiệp trung học phổ thông, chịu áp lực công việc tốt, trung thực và biết cách ăn nói. Quyền lợi, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Rồi mức lương nè, cái này mới ghê. Thấp nhất 3 triệu, cao nhất vài chục triệu. Mình chạy 1 phần 3 tháng đã được 12 triệu rồi. Có số là có tiền. Và sau đó là hàng loạt những cái câu như rằng là tháng kiếm 100 triệu hay này kia. Nhưng mà hài ở 1 điều. Có một lần ảnh comment trong một cái bài, ảnh đi muốn mở một cái thẻ mà dư nợ. Đó, thẻ dư nợ. Mà người ta bắt chứng minh thu nhập thì ảnh mới comment rằng ảnh không có đủ điều kiện lương chuyển khoản, ảnh không quá 5 triệu. Đó, ảnh có cái sim mobi thôi, được không?
Cho nên tôi nói mắc cười ha, mới 1 phần 3 tức là 10 ngày kiếm được 12 triệu. Nhưng mà cuối cùng là đi mở thẻ ha, đường chuyển khoản không quá 5 triệu. Có những cái sự thật mà những cái bạn này nó sống ảo tưởng như vậy. Và các bạn biết rằng một điều, bây giờ hai đứa, từ một đứa mà con ngoan trò giỏi, bây giờ con nhỏ này chửi thề, nó đăng bài đăng tin mà tôi bắt gặp ở trên những cái trang, tôi phải truy lùng tụi nó một cái thời gian, thì bây giờ chửi thề giống nhau luôn. Thằng này là một cái thằng rất là tục tiểu, mở miệng ra là chửi thề và viết, mà tờ viết bậy mà người ta chửi thề nhiều khi người ta viết tắt, ví dụ như VL thôi, chị tin nó viết tắt vậy thôi, còn thằng này nó viết rõ luôn cái chữ đó ra, đọc gớm cực kỳ nha. Và bây giờ làm vậy, chị này đi theo, cho nên bây giờ chửi thề cũng giống như vậy, và coi chửi thề là hạnh phúc. Nhìn gương mặt thì hai đứa đều sáng sủa, đẹp đẽ, đàng hoàng, nhưng đâu biết rằng là bây giờ là tụi nó là con người như vậy. Thì đây là một trong những cái ví dụ điển hình mà tôi nói rằng là chính bản thân tôi trải nghiệm, là đồng tiền làm con người thay đổi. Cho nên các bạn hỏi tôi rằng là bây giờ phải làm sao? Cái tác động từ gia đình là chủ yếu. Bây giờ mẹ nó không biết dạy nó, thấy con gái của mình như vậy, đáng lẽ nếu là tôi là người cha người mẹ là tôi đem về dạy dỗ bảo vệ, chứ tôi nhất quyết không cho quen một cái thằng như thế này. Nhưng mà bây giờ ba mẹ nó, mẹ nó vì cái mát, vì sợ là xấu hổ, cho nên rằng là con của mình miễn là ở trên thành phố lây lất được, để cho dưới quê người ta vẫn nghĩ rằng là con mình tài giỏi, không dám cho con mình về, sợ mất mặt. Cái mất mặt nó quan trọng hơn là cái tương lai của con mình nha. Còn thằng kia ba mẹ là giáo viên, thì tại sao nó lại ra được như vậy? Thì khi mà tôi tiếp xúc được với gia đình thì tôi cũng hiểu được phần nào lý do mà tại sao nó ra một cái đứa như vậy. Nhất là ảnh hưởng từ mẹ nó và ông cậu nó. Đó. Và bây giờ cũng vậy, theo như tôi thấy thì là cha mẹ tụi nó đều bó tay với tụi nó. Tức là ngay cả rằng là thằng này gia đình cũng không khiển nó nổi, nó muốn làm gì gia đình cũng không khiển nó nổi, không la nó nổi. Đó. Rồi bây giờ mặc sức bỏ mặc tụi nó luôn, muốn làm gì làm. Cho nên rằng là theo như mà tôi biết cho tới hiện nay thì là việc học hai đứa này chẳng đến nơi đến chốn. Đó. Có khả năng là bỏ học rồi. Vậy vì mo lo đi kiếm tiền quá mà, mơ tưởng một ngày nào đó 100 triệu, tháng kiếm 100 triệu. Cho nên là chuyện học là chuyện tụi nó không cần biết nữa. Vậy thì trong khi ngày xưa tôi dạy nó, mình kiếm tiền từ sức của mình, mình kiếm tiền từ cái năng lực thật của mình, để có được những cái vị trí mà ngày hôm nay, những cái thành tựu mà ngày hôm nay tôi đạt được, tôi phải bỏ bao nhiêu công sức ra. Cho nên đối với lại là cái đối tượng học viên tôi bây giờ, chẳng hạn như một lớp tối mà tôi đang dạy ở ngoài trung tâm, trong số là mười mấy học viên đó thì hết 9 người là quản lý. Và những có một số người đang quản lý của các ngân hàng hay là những công ty mà đa quốc gia. Đó. Vậy thì để dạy được những con người này, tôi không được thua kém họ. Để dạy được những con người này, tôi phải cố gắng cho họ mỗi ngày họ đến lớp là một cái mới, chứ không phải là một cái cũ. Đó. Vậy thì để có thể rằng hơn được người khác, không cái gì là tự nhiên cả, mà phải nỗ lực rất nhiều. Các bạn có thể hình dung ra được rằng là mới ngày hôm qua tôi ngủ có 3 tiếng đồng hồ, tôi bị tắt ý tưởng về soạn bài, tôi thức tới 3 giờ sáng đó, để soạn bài. Và 6 giờ sáng tôi phải dậy để chuẩn bị cho là con đi học rồi đi tập.
Rồi suốt là cả ngày tôi dậy từ sáng cho đến tối tôi không được nằm xuống nghỉ. Chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ của ngày hôm qua. Và bước vào lớp tôi vẫn phải rằng là cho thấy là tôi là một cái người mà có cái năng lượng dồi dào. Nhưng mà thật sự có những lúc tôi kiệt sức. Nhưng mà tôi cảm thấy được một điều là gì? Cho dù là ngay cả khi mà mình kiệt sức, nhưng thứ nhất, mình có được một cái đồng lương mà tương xứng, làm cho được một cái nơi tốt mà họ tin tưởng, họ đề bạt, đó, được các đồng nghiệp mà đánh giá đúng về mình, đó là một cái niềm mà hạnh phúc. Tôi trở về nhà, những đứa con nó chạy ra, ngay cả thằng con nhỏ của tôi bây giờ nó sắp thôi nôi, đó, nó chạy ra tẹt, nó ôm, nó giỡn với ba. Rồi vợ mình, cho dù tôi đi làm, vợ ở nhà lo quán xuyến, lo cho con, dạy con, đối với tôi là như đó là đủ rồi. Cuộc sống của mình như vậy là đủ rồi. Vậy thì để có được những cái điều mà các bạn cho là đủ rồi, cho là hạnh phúc đó, và để bảo vệ được mọi những thứ đó, bản thân tôi đi làm ở ngoài cực bao nhiêu tôi cũng không ngại. Muốn cho gia đình của mình được sung túc, có những chuyến đi nghỉ, có những cái vật dụng cần thiết, tất cả đều là tiền. Cho nên nếu nói rằng là ai mà không ham tiền, ai mà không cần tiền, nhưng vấn đề rằng là cái mức độ ưu tiên của bạn, tiền có đưa lên hàng đầu hay không thôi. Đó. Và cái nữa, trong một cái lớp thì có bạn mới, tôi mới chia sẻ với một nhóm rằng một số cái lời đề nghị làm quản lý tôi từ chối. Hiện giờ tôi cộng tác cho nhiều trung tâm, đó, giống như là một người làm tự do, và tôi vẫn có những cái lớp riêng của mình. Tôi hỏi các bạn biết tại sao không? Thì tôi trả lời vậy. Ngày xưa tôi làm cho một nơi, cái miệng của tôi thì tôi nhiều khi tôi khó kìm lại lắm, cho nên cứ chỗ nào mà có những cái tiêu cực là tôi lại lên tiếng. Đến nỗi mà người nhà tôi nói rằng là im đi, đi làm nó kiếm tiền, im đi, nói làm gì. Mẹ tôi la tôi hoài, nói tính con á, cái miệng của con á, người ta đi làm kiếm tiền, người ta nuôi gia đình thì người ta lo làm đi, tối ngày kiếm chuyện. Cho nên thật sự rằng là tôi mất việc là cũng ở vài nơi vì cái miệng của mình. Kêu tôi nhịn những con người này, tôi nhịn không được. Cho nên về sau tôi tìm ra được là cái cách để trở thành người tự do. Đó là tôi không được lệ thuộc vào bất kỳ một ai hay tổ chức nào. Không được lệ thuộc. Cho nên tôi làm cho nhiều nơi. Tôi mất chỗ này, tôi còn chỗ khác. Tôi vẫn còn tiền. Thì nó sẽ không đưa gia đình tôi vào thế bị động. Cho nên là tôi cứ biết rằng là bây giờ, để được làm những điều mà mình muốn, để không phải rằng là bị kiểm soát, thì tôi thấy cuộc sống của tôi như vậy là ổn định. Đó, nó cực. Nhiều khi mình chạy đi chạy lại, chạy xô đó, nó cực. Nhưng tôi được cảm giác là người tự do. Và số tiền mà tôi kiếm được là chăm lo cho gia đình mình. Tôi không cần là như là ông Vượng, tôi không cần là như những người giàu để xe hơi nhà lầu, mà tôi chỉ cần rằng là gì, gia đình của tôi cần bao nhiêu thì tôi kiếm bấy nhiêu. Và cho dù tôi cực cách mấy cũng được, bởi vì tôi không phải làm việc cho mình, tôi làm việc cho gia đình mình. Đó, cái bí quyết để mà các bạn có thể giới hạn cái bản thân các bạn lại là như vậy. Cái bí quyết mà để cho các bạn thoát khỏi cái sự kìm hãm hay là cái sự cám dỗ của đồng tiền cũng là như vậy. Chỉ cần các bạn cho tôi biết các bạn đang sống vì ai là được. Nếu các bạn sống vì bản thân mình thì trước sau gì các bạn cũng trở thành một cái kẻ thối nát mà thôi. Và đương nhiên các bạn sẽ bị cái xã hội nó lôi cuốn. Các bạn sẽ bị những người xấu mà nó lôi cuốn. Và đến một ngày các bạn cũng chẳng biết mình ở đâu.
Nếu ai có coi cái nghe cái clip mà Alibaba, nhân viên Alibaba hiện giờ là ngồi tâm sự, là tất cả nhân viên ở đó đều đóng góp vào cho công ty, kẻ ít kẻ nhiều nhưng đều mua đất nền dự án ở trong. Cho nên bây giờ nghỉ việc là coi như phá hợp đồng, không lấy lại tiền được. Thế là cắn răng mà lao theo. Đó. Để cho cái lúc mà người ta dụ mình à, bỏ tiền ra, mình cũng ham lời. Thật sự mình là thằng tham lam, thằng ngu chứ. Cho nên đầu tiên cũng phải là trách bản thân mình. Mình là tham và ngu thì mình mới chịu là đóng tiền. Rồi đóng rồi rút ra không được, có phải bị cả xã hội nó cuốn theo không? Và sau đó là cắn răng đi theo, nhắm mắt mà đi theo bọn xấu. Đó, cái giá của các bạn là như vậy. Và đương nhiên những kẻ xấu thì sao? Dù các pháp luật không rờ tới các bạn thì tôi chỉ vẫn thể nói một câu vậy. Không phải tự nhiên mà luật nhân quả khắp nơi trên thế giới, thậm chí có những người đạo khác, người ta cũng phải khen. Đó. Các bạn không bao giờ tránh được cái luật nhân quả. Cho dù các bạn có quyền lực to cỡ nào, có là chủ tịch nước hay là thủ tướng, nhưng khi các bạn làm ác, các bạn cũng phải trả giá mà thôi. Các bạn không thể nào thoát khỏi luật nhân quả. Vậy thì nếu biết sợ thì dừng. Dừng để mà lấy cái phước của mình, để bớt đi phần nào cái nghiệp của mình thôi, chứ chắc chắn cái nghiệp là phải trả rồi, nhưng mà nó sẽ bớt đi. Đó. Và cái bài mà tôi có nói, cái việc mà cộng duyên hay cộng nghiệp, cái đứa con mà mình đẻ ra nó có tàn tật hay là nó xinh xắn hay không, cũng một phần là gì? Nó có hợp với mình hay không? Đó. Vậy thì nếu mình muốn con mình nó xinh xắn, nó học giỏi, chăm ngoan, thì mình hãy tích cái phước của mình để rồi nó được gặp một cái đứa bé cũng mang phước như vậy. Đứa bé nó mang cái phước lành, nó phải được một cái gia đình mà dạy dỗ tốt, một người cha người mẹ tốt nuôi nấng nó. Cho nên người có phước nhiều gặp một cái đứa bé có phước nhiều. Đó. Cho nên tùy các bạn suy nghĩ thôi. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng một điều, tôi cũng sống để chờ coi bao nhiêu người sẽ gặp nghiệp. Tôi muốn thấy điều này. Đó. Và tôi muốn tin vào những gì mà mình tin. Đó. Nhân quả. Cho nên bây giờ mình cứ ráng sống để mình chứng kiến thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này.